số phận của Hoa hậu Phương Nga sau lời khai chấn động. Chiều 21 tháng 9, sau một ngày thẩm vấn, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ vụ án Hoa hậu Phương Nga, tức Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, Hoa hậu người Việt tại Nga vào năm 2007, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nga bị truy tố theo khoản 4 điều 139 Bộ luật hình sự, khung hình phạt lên tới chung thân. Cùng bị truy tố với Phương Nga còn có Nguyễn Đức Thủy Dung, sinh năm 1989, là bạn thân ở chung nhà với Nga. Tòa yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra bổ sung nhiều vấn đề không thể làm rõ tại phiên xử, trong đó có hợp đồng tình ái mà cả hai bị cáo khai tại tòa. Xung quanh lời khai cùng quyết định trả hồ sơ của tòa, nhiều bạn đọc đặt ra nhiều giả thiết. Giả sử công an làm rõ những lời khai của Hoa hậu Phương Nga và bị cáo Dung là sự thật thì vụ án sẽ theo hướng nào? Ngược lại, nếu lời khai của cô Hoa hậu này là dựng chuyện, cô có bị khép vào tội vu khống đại gia M hay không? Theo luật sư Đặng Trường Thanh, đoàn luật sư TP.HCM, việc tòa án trả hồ sơ là quyết định hoàn toàn đúng đắn, bởi lời khai của các bị cáo là hoàn toàn mới, chưa được điều tra, xác minh từ giai đoạn điều tra, truy tố. Điều này là vô cùng cần thiết để tránh làm oan người vô tội cũng như tránh chuyện bỏ lọt tội phạm. Luật sư Thanh cho biết, cơ quan tố tụng phải làm rõ có hay không hợp đồng tình ái, có hay không việc ép buộc viết giấy nhận nợ, có hay không việc mua nhà để từ đó xác định vụ án này là lừa đảo hay chỉ là tranh chấp dân sự. Trước đó tại phiên xử, các bị cáo khai là giữa Hoa hậu Phương Nga và đại gia M có mối quan hệ tình cảm. Cả hai có làm một hợp đồng tình cảm tình dục được lưu giữ trên email, sau đó phát sinh mâu thuẫn nên ông M lật kèo tố Nga chiếm đoạt tiền. Theo luật sư Thanh, cơ quan điều tra sẽ có nhiều việc phải làm để xác định đúng bản chất thực của vụ án như truy vết email, xác minh nhân chứng, đối chất cùng hàng loạt biện pháp tố tụng khác chứ không đơn thuần dựa vào lời khai của các bị cáo. Từ đó, cơ quan tố tụng mới có hướng xử lý tiếp theo. Về giả thiết rằng sau khi cơ quan tố tụng xác minh làm rõ lời khai của cô Hoa hậu và bị cáo Dung là không đúng, là dựng chuyện để kéo dài vụ án, thì hai người sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý gì về những lời khai này? Họ có bị xử lý tội khai báo gian dối hay vu khống hay không? Luật sư Thanh giải thích, trong hình sự cùng với việc gỡ tội thì cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an, tòa án và viện kiểm sát còn có nghĩa vụ buộc tội chứng minh hành vi phạm tội của bị can hay bị cáo. Ngược lại, bị can bị cáo không có nghĩa vụ này mà họ có hàng loạt quyền để bảo vệ mình như quyền im lặng, quyền bào chữa và nhờ người bào chữa, quyền đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu, quyền cung cấp thông tin cho cơ quan tố tụng, quyền trình bày ý kiến để gỡ tội hoặc chứng minh vô tội. Luật sư Thanh nói, bộ luật hình sự có tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật, nhưng chủ thể của tội này là người giám định phiên dịch, làm chứng, còn bị can bị cáo không là chủ thể của tội này. Vì thế, giả sử cơ quan tố tụng chứng minh bị cáo khai báo gian dối về cái gọi là hợp đồng tình ái, cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Giả sử cơ quan tố tụng chứng minh những lời khai của hai bị cáo là dựng chuyện, vậy họ có bị xử lý về tội vu khống không? Theo luật sư Thanh, nếu là người bình thường bịa đặt hợp đồng tình ái thì ông M có quyền yêu cầu cơ quan tố tụng xử lý họ về tội vu khống. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hai bị cáo đang trình bày ý kiến về bản cáo trạng, thực hiện quyền tự bào chữa nên họ có quyền lập luận, cung cấp thông tin mà họ cho là có căn cứ để cơ quan tố tụng xem xét đúng bản chất vụ án. Luật sư Đặng Trường Thanh thông tin thêm, cũng như trường hợp trên, sau khi trả hồ sơ mà cơ quan tố tụng xác định họ khai không đúng sự thật, hai người cũng không bị truy cứu về tội này vì họ đang thực hiện quyền tự bào chữa theo luật định. Thực tế, tại phiên xử, những lời khai của các bị cáo đã được tòa ghi nhận, mà những lời khai này có thể làm thay đổi bản chất vụ án, lại chưa được điều tra xác minh, nên tòa đã trả hồ sơ để làm rõ là tôn trọng triệt để các nguyên tắc của tố tụng hình sự. Luật sư đã nhận định như vậy.